thân mến, không có niềm tự hào nào lớn hơn việc cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc linh thiêng với những đóng góp hy sinh thầm lặng của ông trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông là một cựu quân nhân, một nhà lão thành cách mạng và cũng chính là người đã làm thay đổi cuộc đời của em, tạo cho em niềm đam mê và thói quen đọc sách. Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm công chức nhà nước, đặc biệt có ông nội là một cựu chiến binh, quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nội em tên là Nguyễn Vi Văn, sinh năm 1952. Năm nay ông đã 71 tuổi rồi. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã từng giữ cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó tại C5, D6, E29, F968 mặt trận Lào. Em tên là Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 4A1 trường tiểu học Trần Phú, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Hôm nay em rất vui và vinh dự được tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề Sách kết nối tương lai. Với hình thức xây dựng video, em chọn đề thi số 2 với bộ tranh Người Anh Hùng Thời Bình. Tới cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 được lấy cảm hứng từ một cựu chiến binh, quân đội nhân dân Việt Nam đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Người đó chính là ông nội của em, người anh hùng trong lòng em. Bộ tranh gồm có 6 bức, một bức ghi những kỷ niệm đẹp khó quên của hai ông cháu em. Bức tranh thứ nhất được em lấy cảm hứng từ hình ảnh ông nội hàng ngày luôn quan tâm, ân cần chỉ bảo cho cháu học bài. Vì bố mẹ em đi làm xa nên cũng ít thời gian dành cho em. Ông chính là người luôn bên cạnh, động viên, quan tâm đến em. Chúng em, những người con, người cháu thật may mắn khi được ông kể cho nghe về những câu chuyện, những lần chiến đấu ác liệt và đầy anh hùng của quân đội ta. Ông là người lính bộ đội Cụ Hồ, tham gia chiến tranh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những bản đạn còn trên lưng và trên mặt, ông là một cán bộ hạ sĩ quan, là một thương binh 1/4. Với niềm đam mê đọc sách và ham học hỏi từ nhỏ, ông đã chiến thắng những khó khăn trong cuộc sống, lãnh đạo các tiểu đoàn, chiến thắng giặc ngoại xâm. Ông nội được khen tặng một huân chương giải phóng hạng 3, một huy chương kháng chiến hạng nhất, một huy chương giải phóng Lào hạng 3. Đến năm 1992, ông nghỉ hưu. Bức tranh thứ hai này em lấy cảm hứng từ những lần được ông kể cho nghe những kỷ vật, kỷ niệm chương của ông ngày còn cầm súng để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Bây giờ, mặc dù đã cao tuổi, đi lại rất khó khăn, nhưng ông vẫn miệt mài lao động cùng với phong cách của một người lính Cụ Hồ, không bao giờ lùi bước. Ở bức tranh thứ ba này, em muốn tái hiện lại một hình ảnh của một người lính Cụ Hồ, người cựu quân nhân, quân đội nhân dân Việt Nam, không chỉ anh hùng bất khuất trong chiến đấu mà luôn đi đầu trong tăng gia sản xuất. Ông thường nói với chúng em rằng các cháu phải cố gắng học tập cho tốt để nay sau trở thành một người có ích cho xã hội, để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em vẫn nhớ ngày đầu đi vào lớp 1. Mẹ em bận nên không chở em đi dự lễ khai giảng được. Chính ông nội là người đã dỗ dành, động viên và đưa em đến lớp. Ngày ấy em rất rụt rè, nhút nhát không chịu đi học đâu. Đứng trước cổng trường với bao điều mới lạ, thầy cô mới, rồi cả các bạn nữa, ai cũng thật lạ lẫm. Lúc đó em chỉ muốn không phải đi học nữa, được ở nhà nghe ông kể chuyện thôi. Và rồi ông nội đã vỗ về em và nói: cháu của ông là một người lính dũng cảm phải không nào? Ông tin rằng cháu sẽ vượt qua khó khăn nhỏ này. Thế là ngày đầu tiên em đi học như thế đó các bạn. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà em sẽ không bao giờ quên được. Thông qua bức tranh này, em muốn nhắc nhủ tới mọi người một thông điệp, đó chính là hãy trân trọng những giá trị sống mà chúng ta đang có. Hãy đọc sách, lưu giữ thói quen đọc sách, trân trọng những giá trị mà cha ông ta đã để lại cho chúng ta qua các cuốn sách. Như vậy, việc đọc sách không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy ý nghĩa và giá trị. Hãy để những cuốn sách đồng hành cùng chúng ta trong cuộc đời, mở ra những điều mới lạ, những kiến thức thật tuyệt vời. Bức tranh thứ 5 này em lấy cảm hứng từ món quà ông nội đã tặng cho em vào cuối năm lớp 3. Đó là năm em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, và món quà ông nội tặng đó chính là một quyển sách lịch sử. Ông nói với chúng em rằng kiến thức là vô hạn, chỉ khi chúng ta đọc sách chúng ta mới có kiến thức. Từ xa xưa, ông cha ta đã rất đề cao tầm quan trọng của sách, coi sách như là gia tài đáng giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu. Để vàng để bạc chẳng bằng để sách cho con. Sách không những mang đến cho con người những giá trị quý báu về nội dung, mà đọc sách còn được xem như là một môn thể thao, rèn luyện sức dẻo dai và sự minh mẫn cho trí não. Ông nội nói với chúng em rằng cha ông ta đã chiến thắng giặc xâm lược với lòng quyết tâm, sự anh dũng, hy sinh và kinh nghiệm, những kiến thức từ việc đọc sách. Ông nội như là một người bạn tri kỷ của em, là người hướng em đến với niềm đam mê đọc sách. Sách là một người thầy vĩ đại, có tác dụng lớn đối với việc giáo dục nhân cách của con người. Một cuốn sách đều thể hiện giá trị nhân văn cao cả, dạy chúng ta biết sống, biết yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh. Qua bức tranh, em muốn nhắn nhủ tới mọi người hãy trân trọng những giá trị của văn hóa đọc sách. Sách chính là nguồn sáng, là ánh sáng bình minh, đưa chúng ta tới những thành công trong cuộc sống tương lai. Nguyễn Anh nhận thấy rằng đọc sách giúp cho chúng ta nhiều kiến thức bổ ích về học tập của bản thân. Sách còn dạy chúng ta thêm 3 điều lý thú về cuộc sống, dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải. Sách cho chúng ta những ước mơ vĩ đại, và cũng là một người bạn tri kỷ của tất cả mọi người. Chính vì những ý nghĩa lớn lao của việc đọc sách, em muốn lan tỏa cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh trường em, về văn hóa đọc, giữ gìn thói quen đọc sách. Mặt khác, thời đại khoa học công nghệ như ngày nay, chúng ta đã quá lạm dụng vô những chiếc điện thoại thông minh, máy vi tính, các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, lướt web, Facebook, chơi game. Và như vậy, vô hình chung, chúng ta đã đánh mất thói quen đọc sách của các bạn. Nhưng những điều đó thôi thúc em phải làm một điều để giúp các bạn tiếp cận với sách nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn. để lan tỏa tình yêu thương đọc sách. Với sự giúp đỡ của thầy cô giáo, em và các bạn đã xây dựng kế hoạch cùng nhau đọc sách, cùng nhau tỏa sáng. Những ngày nghỉ, em cùng các bạn đến thư viện ngoài trời ở trường, kể cho nhau nghe những câu chuyện em đã đặt và cùng nhau sáng tạo ra các đồ chơi, đồ dùng, con vật ngộ nghĩnh, gây sự tò mò thích thú. Từ đó sáng tác những truyện ngắn giúp các bạn mạnh dạn tự tin trong giao tiếp. Trong các tiết sinh hoạt đầu giờ, sinh hoạt trí cường, chúng em thi nhau vẽ tranh về chủ đề "Trang sách em yêu", thì làm sách bằng cách mỗi bạn tự do viết cái kết cho một câu chuyện hay viết tiếp một câu chuyện khác theo ý mình. Các bạn có biết không, đọc sách không chỉ giúp cho chúng ta thêm bao điều bổ ích mà còn giúp cho chúng ta thành đạt hơn trong cuộc sống sau này nữa đấy. Một trong những người như vậy mà em rất ngưỡng mộ và khâm phục đó chính là anh Y Thoan, cán bộ đoàn thanh niên huyện em. Nhờ có thói quen đọc sách và ham học hỏi ngay từ còn nhỏ, hiện nay anh đã là bí thư huyện đoàn Đắk Minh, chủ tịch hội đồng đội huyện Đắk Minh. Mặc dù rất bận nhiều công việc, nhưng anh vẫn thường xuyên đọc sách. Chính nhờ việc phát triển không ngừng học tập và đọc sách nhiều nên anh là một người rất thành đạt trong phát triển kinh tế và sự nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhau đọc sách và cùng nhau phát triển văn hóa đọc đến với mọi người nhé các bạn. Thành quả cho những nỗ lực trong việc tuyên truyền và vận động các bạn cùng đọc sách đó là rất nhiều bạn đến thư viện đọc sách, rất nhiều nhóm đọc sách, hoạt động có hiệu quả. Các bạn không còn rụt rè, nhút nhát như trước nữa. Đặc biệt buổi lễ tổng kết cuối năm học vừa rồi thì rất nhiều bạn được nhận giấy khen thưởng trong phong trào đọc. Thành tích học tập của các bạn đã tốt hơn rất nhiều so với những năm trước. Đó chính là tác dụng rõ nét nhất mà việc đọc sách mang lại. Chúng ta hãy cùng cố gắng phát huy và giữ gìn thói quen đọc sách nhé các bạn.